Bây giờ thì con cũng xin chia sẻ một chút. Ở đây là có bức tôn tượng mà có lẽ là sáng hôm qua là mình chưa thấy, mà buổi hôm nay mình thấy đã có ở đây. Quý bệnh nhân nào có thấy bất ngờ không? Bất ngờ mà thấy vui không? Dạ. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay. Để con kể có đầu có đuôi về cái bức tôn tượng này. Tụi con cũng chưa có dự định là phòng khám sẽ làm bức tôn tượng về cha để mà kính nhớ cha, bởi vì chúng con phải lo lắng cho, ưu tiên lo lắng cho các quý ông bà cô bác ở đây để mà mình khám chữa bệnh, mình có thể có gạo, có nước, có thuốc để mình điều trị, để duy trì. Thì các thầy thuốc trong phòng khám đã hoàn thành rất là tốt cái nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân trong suốt thời gian vừa qua. Còn về bức tôn tượng này là không phải ban đầu, không phải là mục đích của các thầy thuốc ở đây, mà là có một cô thứ chín, cô chính An Giang, và chồng của cô là bác Phạm Thừa Khang ở An Giang. Hồi trước á, lúc mà cha còn sống á, thì cô chú cũng có xuống đây thăm cha và cũng như là đồng hành cùng với cha, giúp đỡ cha trong khoảng thời gian khi những ngày tháng cuối cùng của cha. Thì cha có nói với cô chính, mà chắc có lẽ là một số thành viên ở trong phòng khám cũng như là các cô các bác trước đó ở đây có biết điều đó, là cha nhờ cô chính đó làm một bức tượng về cha. Sau khi cha mất, bức tượng đó sẽ được các thầy thuốc ghi nhớ, tại vì cha mong muốn làm sao là có sự hiện diện của cha bên cạnh các thầy. Cha muốn tiếp tục đồng hành với các thầy thuốc để lo cho bệnh nhân. Nhưng mà do cha ra đi quá sớm nên gia đình cô chính chưa kịp làm. Nhưng mà gia đình cô chính thì đã giữ lời hứa đó với cha. Lúc nào cũng lo lắng là, tại vì hồi trước cha còn sống, đó là tâm nguyện của cha muốn đồng hành tiếp tục cùng với các thầy. Cho nên là vợ chồng cô chính mới làm lên bức tượng. Bức tượng này là bằng gỗ. Dạ. Rồi sau khi hoàn thành xong thì cô chính mới báo lại với các thầy thuốc về cái bức tượng mà hai vợ chồng cô đã làm, và mong muốn đưa cha về đây để cho các thầy thuốc ở đây có thể nhìn thấy hình ảnh cha mà trong lòng cảm thấy vui mừng, hân hoan. Thì tụi con rất là vui mừng. Thật sự ngày hôm qua thì, tại vì trước đó bệnh nhân với tụi con cũng không hề biết là làm bức tượng này đâu, mà tại vì tụi con cũng không đặt mua. Cái bức tượng này được hoàn toàn tặng miễn phí cho phòng khám, và cho nên là tụi con cũng bất ngờ về cái bức tôn tượng này. Con cũng nhắc lại với cô bác cho biết là bức tượng này là cha nhà thờ chưa có làm phép, cho nên là các thành viên của phòng khám mình với mọi người á, là chúng con không có kêu gọi bệnh nhân về đây để mà mình thờ phượng bái lại nha. Hiểu cho chúng con nha. Chúng con ở đây là yêu thương và cho không vào phòng khám khám bệnh. Cái hình ảnh bức tượng, tôn tượng này là giúp cho chúng con ghi nhớ những việc cha đã làm. Tôn kính cha là một vị linh mục cũng như là thầy dạy cho chúng con biết được cái phương pháp này, cũng như là hôm nay các thầy thuốc ngồi đây lo lắng cho bệnh nhân đều nhờ công ơn dạy dỗ của cha hơn 10 năm qua. Chúng con mang ơn đó trong lòng, không có thể nào quên được. Đó là như vậy. Mà hôm qua con cũng kể thiệt với các cô bác nghe, là khi mà nghe nói là lúc 2 giờ chiều là bức tôn tượng này về tới, thì khi mà về tới khoảng 15 cây số rồi đó, là chưa tới tỉnh Trà Vinh, qua khỏi chợ Trà Vinh chút xíu, thì con cũng có báo cho các thầy, con nói cha về rồi, cha đã về tới rồi. Thì các thầy thuốc trong phòng khám với các thành viên mình rất là xúc động. Các thầy thay đồ, mặc đồ vô rồi chạy qua đây đón cha về. Con nói thiệt với cô bác, cái lòng tụi con lúc đó xúc động dữ lắm. Đã từ lâu rồi con không có được nghe cái tiếng cha về. Từ ngày mà cha đi qua SIS nằm á,
Thì lúc đó tụi con á, khám bệnh cho các bệnh nhân, nhưng mà trông chờ từng giây từng phút ở bên bệnh viện SDS á, báo về cái tin cha có tỉnh hay không. Tụi con rất là lo lắng cho cái sức khỏe của cha. Bệnh nhân thì khám bệnh, tụi con phải làm sao đảm bảo quá trình điều trị của bệnh nhân đạt kết quả tốt. Tụi con không để cho bệnh nhân lo lắng. Tụi con nhắn tin cho bệnh nhân cứ cách khoảng 6 tiếng là tụi con nhắn tin lên cho bệnh nhân. Tại vì lúc đó đó các cô bác biết đó, là những YouTuber bên ngoài đó, họ thông báo là cha mất rồi. Cho nên là tụi con sợ bệnh nhân hoang mang, mà thật sự lúc đó là cha còn nằm ở SDS, cha chưa có mà mất. Mà lúc đó đang bác sĩ đang cố gắng giật dậy cái sự sống của cha, và chúng con cũng cầu nguyện rất là nhiều, và các bệnh nhân lúc đó cũng cầu nguyện rất nhiều. Thì không có còn nghe được cái tiếng cha nữa, cũng như là không còn thấy hình ảnh nữa. Từ ngày hôm đó tới nay chắc cũng lâu rồi. Bởi vậy khi mà nhắc tới chuyện mà cha về, tụi con rất là xúc động. Đón cha, đó là một điều mà tụi con không bao giờ mơ ước tới, mà nghĩ tới. Mà ngày hôm nay giống như trong lòng tụi con á, tụi con thấy hình ảnh cha về như thế này nè, tụi con rất là xúc động. Con xin lỗi mọi người, con cũng rất là không kìm được cái cảm xúc của mình. Con cảm ơn gia đình của cô Dưỡng Chính đã dành thời gian mà khắc cái bức tượng này. Con cũng hôm qua con cũng thấy trên comment, cũng có thể là một nhiều người comment, có người thì comment đẹp, có người thì comment chưa giống cha lắm, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng ở chỗ là đây là cái di nguyện của cha mong muốn gia đình cô Chính làm. Bởi vì gia đình cô Chính là người ăn cây cỏ mang hạt giống, cha mới đặt cái niềm tin vào hay mà vào gia đình của cô Chính để khắc lên bức tượng của cha. Và mong muốn, cha mong muốn cha về đây nè. Mà cô bác biết không, ban đầu á, các thầy thuốc với thành viên á, không biết, sợ đặt bức tượng này về rồi người ta nghĩ là mình kêu gọi mình lôi kéo bệnh nhân, rồi lôi kéo này cái kia là lập đạo. Nhưng mà tụi con không có ý đó, tụi con sợ là mọi người làm khó tụi con, cho nên tụi con tính để trong phòng của cha đó. Nhưng mà có một bác ở bên nước ngoài gọi về đó, giống như nói ý của cha muốn, thì cha muốn đứng ở phía trước đó, để cho giống như là cha muốn nói chuyện với tất cả cô bác vậy đó. Thì tụi con thỉnh cha về đây để cho mọi người được chiêm ngắm, để cho mọi người biết được cái công sức mà cha đã bỏ ra nghiên cứu cái phương pháp này như thế nào. Cha vừa lo cho cái phần linh hồn là làm linh mục, mà vừa lo phần xác là lo chữa bệnh để giảm đau đớn cho bệnh nhân. Cái điều đó là tụi con rất là ngưỡng mộ cha. Cho nên là hôm nay nhân dịp mà cái ngày giỗ của cha thì tụi con rất là mừng, hôm qua không có ngủ được. Rất là vui mừng khi hôm nay được đón cha về đây một lần nữa, và mãi mãi cha đứng ở đây cùng với bệnh nhân và các thầy. Đó là một cái niềm động viên rất là lớn, bởi vì trong suốt thời gian qua một năm, cô bác biết là tụi con đi có một mình. Cha đã nói rồi, còn cha gót đỏ như son, một mai cha mất, gót con đen xì. Tụi con bắt đầu cảm nghiệm được mỗi ngày cái khó khăn nó đến như thế nào với phòng khám. Rất là khó khăn, mà đôi khi mình không được người khác hiểu, mà người ta lại hiểu lầm mình nữa. Cho nên là rất là cái sự hiện diện của bệnh nhân ở tại phòng khám nơi đây đông như thế này, đó chính là niềm động viên cho các thầy thuốc rất là lớn, để chúng con có thể hoàn thành tốt được cái chương trình mà phòng khám ngày hôm nay, giống như là 31 bệnh nhân hoàn thành. Bây giờ con sẽ xin mời người đại diện của gia đình cô Chính tiến lên phía trước, để cô Hạnh sẽ gửi giấy tri ân. Và con rất là xúc động. Xin mời thầy Nguyễn Thị Hạnh tiến lên phía trước để trao giấy tri ân cho cô Chính. Dạ. Ở chú đây là người đại diện cho gia đình của bác Chính nha, cô chú. Dạ. Con xin gửi tặng cái giấy tri ân. Xin được chân thành biết ơn gia đình của bác Chính đã làm ra bức tượng về cha, để mà phòng khám có thể nhìn vào cha mà
thương nhớ, cảm mến cha để mà cố gắng hơn nữa để phục vụ cho bệnh nhân trên tinh thần yêu thương và cho không. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay chúc mừng cho cô Dưỡng Chính đã hoàn thành tâm nguyện của cha ngày hôm nay. Dạ, con xin cảm ơn. Rồi xin mời thầy Hạnh về chỗ. Tiếp theo nữa là con một rất là cảm ơn một chú Thuận cũng như là ekip của chú. Xin giới thiệu với tất cả quý bệnh nhân. Con xin mời chú Nguyễn Văn Thuận ạ. Con giới thiệu với cô chú Nguyễn Văn Thuận là người đã đồng hành cùng với các thầy thuốc và gia đình của cha để mà lo cho đám của cha trong những ngày mà cha nằm xuống và mọi người đến kính viếng, thì chú Nguyễn Văn Thuận cũng như là đội ngũ ekip của chú đã tổ chức nấu ăn trong suốt 6 ngày mà cầu đọc kinh cầu lễ cho cha. Cứ hễ khách tới là mình phải tiếp khách và dọn ăn cho tất cả mọi người để mà mọi người chia buồn cùng với gia đình của cha Phêrô cũng như là các học trò. Thì con thật sự ra thì lúc đó thì gia đình cũng đã có cảm ơn chú rồi, nhưng mà thật sự ra mà nói hôm nay chú quay trở lại phòng khám, con nhìn thấy hình ảnh chú là con lại nhớ đến những cái ngày tháng đó. Thì một lần nữa thì phòng khám cũng xin thay mặt cha Phêrô và cha gia đình cũng như là các thành viên trong phòng khám chân thành biết ơn đến sự giúp đỡ, động viên tinh thần trong những thời điểm khó khăn nhất là nấu ăn cho tất cả mọi người trong thời điểm đó. Con xin mời thầy Võ Duy Tiến tiến lên để trao cái giấy tri ân cho bác Nguyễn Văn Thuận nè, và cùng với ekip của mình nè. Xin mời thầy. Đây như là một cái lời tri ân, một cái tấm lòng của tất cả các thành viên trong phòng khám của chúng con. Cảm ơn bác Nguyễn Văn Thuận cũng như ekip của mình đã nhiệt tình thức ngày thức đêm để mà lo nấu ăn âm thầm để mà phục vụ cho cái đám của cha được tốt đẹp, và mọi người tới đó họ cũng cảm thấy được có an ủi, và các thành viên trong gia đình cha cũng an ủi và tụi con cũng vậy. Một lần nữa xin được cảm ơn bác rất là nhiều. Dạ. Hôm nay là ngày giỗ của cha, cũng là mừng cho 31 bệnh nhân hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị. Tại sao cái thời gian này lại nhiều hơn so với những tháng trước? Sở dĩ là nguyên tháng 10 này chúng con không có làm lễ ra viện cho các bệnh nhân, mà tập trung vào đầu tháng 11 là ngày hôm nay là ngày giỗ của cha, là bắt đầu tính từ ngày 24 tháng 9, có nghĩa là cuối tháng 9, nguyên tháng 10 và đầu tháng 11, thì cái số lượng bệnh nhân dồn tới gần một tháng rưỡi, cho nên đông hơn so với những tháng trước. Và cái thứ hai nữa là tình hình hoạt động của phòng khám thì bệnh nhân ngày càng vào đông hơn, thì cái tăng cái tỷ lệ mà bệnh nhân ra hơn, ra nhiều hơn. Và các phòng khám, các phòng chức năng của các thầy thuốc thì cũng dần dần đi vào ổn định, thì cho nên là đáp ứng được cái số lượng bệnh nhân hoàn thành cao hơn. Đó là cũng xin thông báo với quý ông bà cô bác là như vậy. Bây giờ con xin mời anh Nguyễn Văn Thành là thư ký của phòng khám thông qua danh sách của 31 bệnh nhân. Do có một số bệnh nhân là đã hoàn thành chương trình là cuối tháng 9, mà tại vì cái chương trình ra phòng khám đó thì tụi con chưa có tổ chức ra liền, cho nên con có hẹn một số bệnh nhân, mà những bệnh nhân đó có công việc bận thì có thể hôm nay là sẽ có một số người sẽ nhận thai. Con xin thông qua danh sách, xin mời. Kính thưa cha Phêrô, kính thưa quý thầy, kính thưa quý khách mời, quý nhà hảo tâm và mạnh thường quân, cũng như là toàn thể quý bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, thì sau đây cũng xin thông qua danh sách 31 bệnh nhân đã hoàn thành pháp đồ hỗ trợ điều trị tại phòng chuyển trị học cổ truyền thuộc là công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường Yêu Thương Cho Không. Thì trong thời gian con xướng tên đó, thì cô bác anh chị nào có tên mình đứng lên giùm con ha. Thứ nhất, mời cô Nguyễn Thị Kiều, 70 tuổi, quê Vũng Tàu, bệnh lý là ung thư phổi,
Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện chẩn đoán sau khi hoàn thành phác đồ điều trị là bệnh viện Hòa Hảo thành phố Hồ Chí Minh. Và thứ hai là mời chú Quỳnh Duy Liêm, 66 tuổi, quê Long An, bệnh lý là ung thư giòm hầu. Bệnh viện chẩn đoán hồ sơ ban đầu là bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2 và bệnh viện chẩn đoán sau khi hoàn thành phác đồ điều trị là bệnh viện Đa khoa Thiên Ngân. Thứ ba là mời chị Trương Thị Bích Pha, 44 tuổi, quê Long An, ung thư vú. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2 và bệnh viện chẩn đoán sau khi hoàn thành phác đồ điều trị là bệnh viện Đa khoa Anh Đức Long An. Thứ tư là mời chị Nguyễn Thị Hiệu, 47 tuổi, quê Bình Thuận, là ung thư tuyến giáp. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2 và bệnh viện chẩn đoán sau khi hoàn thành phác đồ điều trị là bệnh viện Đa khoa Minh Tâm. Thứ năm là mời chú Nguyễn Hùng Tâm, 76 tuổi, quê thành phố Hồ Chí Minh, ung thư bàng quang. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Bình Dân và bệnh viện chẩn đoán sau khi hoàn thành phác đồ điều trị là bệnh viện Đa khoa Minh Tâm. Thứ sáu, mời chú Lê Thành Tâm, 60 tuổi, quê Bình Dương, ung thư thực quản. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Hòa Hảo và bệnh viện chẩn đoán sau khi hoàn thành phác đồ điều trị là bệnh viện Hòa Hảo. Thứ bảy là mời anh Nguyễn Hoàng Hạnh Lâm, 34 tuổi, quê Quảng Trị, là sơ hóa tủy xương. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện truyền máu huyết học thành phố Hồ Chí Minh và bệnh viện chẩn đoán sau khi hoàn thành phác đồ điều trị là bệnh viện truyền máu huyết học thành phố Hồ Chí Minh. Dạ xin lỗi là trong lúc đọc tôi có sơ suất là anh chị nên có gì thông cảm. Dạ thứ 8 là mời cô Trịnh Thị Hồng, 59 tuổi, quê Bến Tre, ung thư đa ưu tủy. Và bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện chẩn đoán sau khi hoàn thành phác đồ điều trị là bệnh viện Hòa Hảo và bệnh viện Đa khoa Minh Tâm. Thứ 9 là mời anh Nguyễn Tiến Anh, 32 tuổi, quê Tây Ninh, ung thư bàng quang. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Bình Dân và bệnh viện chẩn đoán sau hoàn thành phác đồ điều trị là bệnh viện Hòa Hảo. Và thứ 10 là cô Nguyễn Thị Cẩm Nhung, 56 tuổi, quê Bình Dương, u màng não. Và bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Y Dược thành phố Hồ Chí Minh và bệnh viện chẩn đoán sau khi hoàn thành phác đồ điều trị là bệnh viện Đa khoa Minh Tâm. 11 mời cô Đinh Thị Mì, 51 tuổi, quê Bình Dương, ung thư phổi. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và bệnh viện chẩn đoán sau hoàn thành phác đồ điều trị là bệnh viện Hòa Hảo. 12 là mời cô Cao Thị Phương, 57 tuổi, quê Đồng Tháp, ung thư cổ tử cung. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp và bệnh viện chẩn đoán sau khi hoàn thành phác đồ điều trị là bệnh viện Hòa Hảo. 13 là mời chú Hồ Bưởi, 50 tuổi, quê Quảng Ngãi, ung thư gan. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Ca Hà Nội và bệnh viện chẩn đoán sau khi hoàn thành phác đồ điều trị là bệnh viện Hòa Hảo. 14 mời chị Nguyễn Thị Diễm Trinh, 35 tuổi, quê Long An, ung thư lympho hốc mũi trái. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2 và bệnh viện chẩn đoán sau khi hoàn thành phác đồ điều trị là bệnh viện Đa khoa Anh Đức Long An. 15 mời chú Trác Quang Khanh, 62 tuổi, quê Bình Phước, ung thư trực tràng di căn phổi. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2 và bệnh viện chẩn đoán sau khi hoàn thành phác đồ điều trị là bệnh viện Hòa Hảo và bệnh viện Đa khoa Minh Tâm. 16 là mời cô Nguyễn Thị Bển, 62 tuổi, quê Vĩnh Long, ung thư tuyến giáp. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Ung bướu Cần Thơ và bệnh viện chẩn đoán sau khi hoàn thành phác đồ điều trị là bệnh viện Đa khoa Minh Tâm. Và 17 là mời chú Lê Kim Anh, 66 tuổi, quê Đắk Nông, ung thư gan. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Bệnh viện chẩn đoán sau khi hoàn thành phác đồ điều trị là bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. 18 là mời cô Vũ Thị Thoan, 56 tuổi, quê Hưng Yên, ung thư nội mạc tử cung. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện
ca cơ sở 3 và bệnh viện chẩn đoán sau khoa lập pháp đồ điều trị là bệnh viện Hòa Hảo. 19 là mời chú Trần Văn Hữu, 61 tuổi, quê Bến Tre, ung thư đại tràng. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2 và bệnh viện chẩn đoán sau khoa lập pháp đồ điều trị là bệnh viện Đa khoa Minh Tâm. 20 là mời cô Nguyễn Thị Phiến, 57 tuổi, quê Phú Thọ, ung thư phổi. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Phổi Trung ương và bệnh viện chẩn đoán sau khoa lập pháp đồ điều trị là bệnh viện Hòa Hảo. 21 là mời chú Nguyễn Văn Anh, 52 tuổi, quê Bình Thuận. Bệnh lý là ung thư bạch hầu dòng tủy đơn nhân mãn tính. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Truyền máu huyết học thành phố Hồ Chí Minh và bệnh viện chẩn đoán sau khoa lập pháp đồ điều trị là bệnh viện Minh Tâm. 22 là mời chú Trần Văn Thu, 78 tuổi, quê Đồng Nai, ung thư gan. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và bệnh viện chẩn đoán sau khoa lập pháp đồ điều trị là bệnh viện Minh Tâm. 23 mời cô Trần Trúc Mai, 52 tuổi, quê Sóc Trăng, u ác hầu mũi. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ và bệnh viện chẩn đoán sau khi hoàn thành pháp đồ điều trị là bệnh viện Đa khoa Trần Hoàng Tuấn, Sóc Trăng. 24 mời cô Nguyễn Thị Sậm, 66 tuổi, quê Long An, ca Phú Phải. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2 và bệnh viện chẩn đoán sau khi hoàn thành pháp đồ điều trị là phòng xét nghiệm y khoa Nguyễn Quy Lượng thành phố Hồ Chí Minh và phòng khám đa khoa Olympic Gia Mỹ thành phố Hồ Chí Minh. 25 mời cô Trịnh Thị Thiên, 62 tuổi, quê Đồng Nai, u ác dạ dày. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2 và bệnh viện chẩn đoán sau khoa thành pháp đồ điều trị là bệnh viện Y Dược Sinmat Đồng Nai. 26 mời chú Nguyễn Văn Tiếp, 62 tuổi, quê Tiền Giang, ung thư phổi. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và bệnh viện chẩn đoán sau khoa lập pháp đồ điều trị là bệnh viện Đa khoa Trà Vinh. 27 là mời chú Lê Văn Sơn, 64 tuổi, quê An Giang, ung thư đại tràng di căn gan. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện chẩn đoán sau khoa lập pháp đồ điều trị là bệnh viện Thiên Ân. 28 là mời cô Nguyễn Thị Thu Vân, 61 tuổi, quê thành phố Hồ Chí Minh, ung thư vú. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện Nhân dân 115. Bệnh viện chẩn đoán sau khoa lập pháp đồ điều trị là bệnh viện Nhân dân 115. 29 mời chú Đinh Văn Minh, 52 tuổi, quê Đắk Lắk, ung thư phổi. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện chẩn đoán sau khoa lập pháp đồ điều trị là bệnh viện Minh Tâm. 30 là mời cô Nguyễn Thị Sen, 60 tuổi, quê Hải Dương, ung thư phổi. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Phổi Hải Dương và bệnh viện chẩn đoán sau khoa lập pháp đồ điều trị là bệnh viện Minh Tâm. Và cuối cùng 31 mời cô Ngô Thị Xuân Mai, 62 tuổi, quê thành phố Hồ Chí Minh, ung thư tuyến giáp. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện chẩn đoán sau khoa lập pháp đồ điều trị là bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh. Thì con vừa thông qua danh sách 31 bệnh nhân hoàn thành pháp đồ hỗ trợ điều trị tại phòng chữa trị y học cổ truyền. Dạ, xin cảm ơn. Đã hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị ngày hôm nay. Xin được giới thiệu với tất cả quý bệnh nhân, quý người nuôi cùng với tất cả mọi người đang xem live stream. Thì hôm nay phòng khám được vinh dự có sự hiện diện của bác sĩ Nguyễn Anh Vũ, là bác sĩ chuyên khoa khoa 2, khoa nội. Sau đây xin mời thầy Nguyễn Thanh Quý sẽ phát biểu chúc mừng cho các bệnh nhân. Xin được mời thầy. Thầy quý xin trân trọng kính chào cùng toàn thể quý ông bà, anh chị em và các bệnh nhân thân mến. Hôm nay là một ngày vô cùng hân hoan và vui mừng. Con xin chúc mừng cho 31 người bệnh.
bệnh ung thư, mà đây là cái bệnh hiểm nghèo, là cái bệnh mà nó đúng thẳng ra đó là bệnh chết. Mình đã bị bệnh viện từ chối đưa về nhà rồi, thì mình đã cầm chắc cái chết trong tay rồi. Mà bây giờ đã nhân cơ hội đã được đến đây để được các thầy hỗ trợ cho mình, giúp cho mình được vượt qua cái căn bệnh hiểm nghèo này. Thì thầy mong rằng các bệnh nhân mình khi mình về tới nhà thì mình phải giữ theo cái phác đồ là mình ăn kiềm và uống kiềm. Đó về mặt khoa học. Còn về mặt tôn giáo, vì đây là thức ăn kiềm hóa, giúp cơ thể con người của mình sẽ kéo dài cái sự sống, kéo dài tuổi thọ của mình. Và khi thầy nói thì có thể mình về nhà mình sẽ quên, và khi mình trước khi mình ra về á, thì các bệnh nhân mà mình có máy điện thoại á, mình chụp hình tới lại. Rồi thầy cũng có nghe những trường hợp quay trở về mình ăn thịt động vật trở lại, và những trường hợp đó đã bị bệnh ung thư trở lại, và rất là nguy hiểm và không còn sống nữa. Cho nên thầy cũng mong mỏi rằng 31 ca bệnh nhân này về mình sẽ giữ đúng cái phác đồ để mà mong mốt nghe các bệnh nhân điện tới thầy ơi con khỏe nhiều rồi, thì lúc đó thầy rất là vui mừng. Và xin nhường lại là cho thầy Hanh ạ. Cha rất là lo lắng cho mọi người sau khi mẹ ruột của cha là bà Cố qua đời, thì cha cảm thấy rất là buồn, cũng như là cần có cái điểm tựa, niềm động viên, niềm an ủi trong cái cuộc sống nó khó khăn. Thì cha rất là thương bà Hương Mai, được cha gọi bằng cái từ thương thân yêu là mẹ Teresa. Thì cha mong muốn là khi mà bà mua vé máy bay về Việt Nam để thăm cha, và cha có chuẩn bị phòng cho bà để bà ở lại bà nghỉ ngơi, nhưng mà chưa có kịp điều đó thì cha đã đột quỵ và cha đã đưa qua SIS. Thì bà về tới đây thì bà đi qua bên SIS bà thăm cha, bà rất là buồn trong thời điểm đó, và cách đây là một năm rồi. Hôm nay bà quay trở lại đây thăm phòng khám, thăm lại di ảnh của cha, thăm lại tất cả các bệnh nhân. Chúng con xin bà có đôi lời phát biểu trong ngày hôm nay, bà chia sẻ cảm nghĩ của mình. Kính thưa cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, hôm nay hai bà ở từ Canada về để dự ngày lễ giỗ của cha, và cũng xin cha hãy phù hộ cho phòng khám cũng như các thầy được khỏe mạnh, để thay cha gánh vác công việc của cha cho trọn. Hai bà cũng rất vui mừng khi các thầy đã cha nằm xuống, các thầy đứng ra thay cha làm công trình của cha rất tốt đẹp. Hai bà cũng xin chúc mừng các thầy trong phòng khám của cha, và cũng xin nhắn nhủ với những người bệnh nhân cũng như những người đi nuôi bệnh đã tin tưởng vào phác đồ của cha đã đi về đây, thì xin mọi người hãy giữ đúng phác đồ của cha để cho công bình hoàn được sớm trở về với gia đình. Bà xin chúc mừng các bệnh nhân hôm nay được 31 bệnh nhân ra viện. Bà rất vui mừng. Xin chúc mừng các bệnh nhân và xin dạ, con xin chào cha, chào các thầy, chào quý khách xa gần và các bệnh nhân và mọi người nuôi bệnh nhân. Hai bà ở Canada được biết cha hơn trước khi cha chưa mất,
Vì thì thấy cha mà đi sớm quá nên hai bà cũng rất buồn. Mà thấy các thầy thấy các thầy làm việc rất là tốt, chỗ yêu thương giao thông này nên các bà cũng rất là vui mừng. Và xin chúc mừng 31 bệnh nhân đã được khỏi bệnh, được ra về nên giữ phác đồ của để được mau lành bệnh. Dạ, xin hết ạ. Con lạy Chúa. Kính thưa cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, kính thưa tất cả bệnh nhân, những bệnh nhân đã trở lại và bệnh nhân đã được hết bệnh, cùng tất cả những bệnh nhân sẽ được trở về với gia đình trong thời gian ngắn nhất. Thế thì qua hôm nay, tôi rất là vui mừng, vinh hạnh được đến trong một cái bầu không khí hạnh phúc, trong một ngôi nhà khang trang so với cha ngày xưa. Bởi vì ngày xưa đó là cha chỉ có một cái ngôi nhà lá, và trước đó là nó còn thấp hơn vậy nữa, tức là nó là những cái ngôi nhà lá rất là khó khăn, từng lúc, và trong những cái sự khó khăn đó mà cha luôn luôn không có bỏ rơi con cái mình. Thì hôm nay tôi được đến đây trong một cái niềm hân hoan, trong một cái một năm thôi cha ra đi, nhưng mà thay vì sự đau buồn vì cha ra đi thì hiện tại bây giờ cha không bỏ chúng ta, cha luôn đồng hành với chúng ta. Bằng chứng là sau khi điều trị trong những điều kiện tốt đẹp nhất và được nhận được cái thành quả mà cha để lại cho chúng ta, thì hôm nay là tôi đến đây thì ngoài cái sự mừng vui đối với những cái anh chị em được ra viện, mừng vui cùng với những thầy thuốc ở đây, thì chúng ta cùng nhau để cố gắng cầu nguyện, luôn luôn cầu nguyện, và cha sẽ không bao giờ rời phòng khám, rời các thầy. Cha luôn luôn cầu nguyện ở nước thiên đàng thì cha sẽ không có bỏ cho chúng ta phải bơ vơ như ngày nào mà cha đi mà cứ chờ cha trở lại. Thì bây giờ là cha không bao giờ bỏ chúng ta, mà cha luôn luôn là hiện hữu bên chúng ta để cầu bầu cùng Chúa cho tất cả những công việc của phòng khám, cho tất cả những bệnh nhân ở đây. Và tôi mong rằng tất cả các bệnh nhân khi ra về nên nhớ lời cha dạy. Tất cả những cái gì mà cha dạy thì chúng ta nên nhớ và tuân thủ, bởi vì chỉ có sự buông bỏ thì chúng ta mới đón nhận được. Buông bỏ những cái khao khát ăn uống của chúng ta là điều cần nhất, rồi tới buông bỏ những cái tính hư nết xấu, rồi buông bỏ những cái giận hờn, thay vào đó là tha thứ, yêu thương và cho không. Điều đó là chắc là cha sẽ vui, và mong rằng các anh chị em khi ra về, cô bác khi ra về luôn luôn nhớ lời cha, và thỉnh thoảng thì ghé qua đây để động viên những cái bệnh nhân mới, để người ta có được một cái tinh thần nung đúc của anh chị em trở lại đây. Hôm nay thì Thanh ơi, hôm nay thì trở lại với lại phòng khám thì cô Phương có một ít cũng rất cần sự giúp đỡ của tất cả mạnh thường quân để chung tay, để chia sẻ những cái khó khăn của phòng khám. Thì cô xin gửi lại cho phòng khám. Xin giới thiệu cùng với tất cả mọi người nha. Đây là chị Phú Vinh ở công ty Phú Vinh. Chị về cộng tác cùng với các thầy thuốc ở đây giúp đỡ cho những người dân địa phương ở đây thông qua việc ủng hộ gạo hàng tháng. Bởi vì cô bác biết ngày trước cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ngoài việc khám bệnh cho bệnh nhân, cha còn quan tâm đến những cái cuộc sống khó khăn của những người dân địa phương ở khu vực ấp Dòng Lớn, Vĩnh Kim. Thì cha cũng có tặng những cái phần gạo, mặc dù nó nhỏ nhoi thôi, nhưng mà nó là cái động lực để cho các cô bác ở địa phương có hoàn cảnh khó khăn, có thêm niềm tin để cố gắng vượt qua trong cuộc sống khó khăn. Thì khi mà cha nằm xuống thì phòng khám
chúng con cũng không có điều kiện để mà giúp đỡ cho các cô bác đó, nhưng mà chị Phú Vinh ở đây đã cộng tác cùng với phòng khám một cách âm thầm mà chắc có lẽ là trước giờ con cũng không có, chưa có dịp để mà giới thiệu cùng với tất cả mọi người. Thì hôm nay sẵn có dịp đây, con giới thiệu cùng với tất cả cô bác là gia đình chị đã ủng hộ hàng tháng gạo cho các bệnh, các hộ nghèo ở địa phương, đương nhiên cũng không nhiều, ít thôi, nhưng mà phần quà đó là mang ý nghĩa rất là lớn, rất là sâu sắc, bởi vì cái tình yêu thương của cha đã lan tỏa đi khắp mọi nơi và nhiều người, nhiều đối tượng, nhiều các gia đình đã đồng hành cùng với phòng khám, cùng với cái lời kêu gọi của cha mà yêu thương cho không. Và hôm nay xin thay mặt cho phòng khám thì con xin mời thầy Nguyễn Thanh Quý sẽ trao giấy tri ân để cảm ơn những đóng góp thầm lặng của gia đình chị đến với những cô bác ở trong địa phương ạ. À, con dạ không ạ. Chị có muốn phát biểu không chị? Dạ. Vậy xin mời thầy Nguyễn Thanh Quý tiến lên phía trước cùng với chị Phú Vinh để trao cho chị và gia đình cái giấy tri ân của phòng khám. Xin chúng ta hãy dành một tràng pháo tay chúc mừng cho chị. Dạ, xin được cảm ơn thầy Nguyễn Thanh Quý và chị. Tiếp theo chương trình thì con cũng có một cái niềm vui mà muốn chia sẻ với tất cả quý ông bà cô bác. Chắc có lẽ là mọi người cũng đã, hôm qua thầy Xuân Dũng đã xuống đây và đã live stream, đã đưa ra cái tin mừng đó, tin vui đó cho mọi người rồi. Mà hôm nay con muốn nhắc lại, đó là những bệnh nhân về sau sẽ có điều kiện đến phòng khám chữa bệnh, thì phòng khám thì hoàn toàn yêu thương và cho không. Cái khó khăn của bệnh nhân là về chỗ ở cũng như là kinh phí về nhà trọ. Thì lát nữa đây cô bác sẽ được nghe bác Ngô Văn Thuận cùng với vợ của bác. Cô xin mời cô lên đây ạ. Dạ, sẽ chia sẻ thêm về cái chương trình của mình như thế nào cùng với thầy Phạm Xuân Dũng ạ. Con được xin được mời cô bác. Dạ, xin giới thiệu. Dạ, đây là Hậu Phương. Tôi thì ở Tiền Tiến nhưng mà phía sau đây là có Hậu Phương. Xin thông báo cùng quý vị bệnh nhân và những người nuôi bệnh. Gia đình tôi từ Mỹ trở về đây và tôi đã sống ở đây hơn 3 năm và cũng xây dựng một cơ ngơi cũng khá hơi là rộng lớn. Tổng cộng là 200 phòng nhà trọ, mà 100 phòng phía dưới thì chúng tôi đã có người hướng dẫn và có người trông giữ. Và phía trên này chúng tôi xin hiến dâng cho phòng khám 100 phòng trọ miễn phí. Tất cả bệnh nhân ở đây, vợ chồng chúng tôi không kể giàu nghèo, tôn giáo hay là bất cứ cái nào cũng được hết, miễn tới là chúng tôi được ở miễn phí. Bởi vì giống như lời cha nói hôm xưa, có gạo, có thuốc, có nước đầy đủ hết, nhưng mà bệnh nhân thiếu cái chỗ ở. Dạ, hôm nay vợ chồng tôi cố gắng và đã làm được cái chuyện đó, là kế nhà, xây nhà trọ kế bên đây, bỏ ra một số tiền xây kế bên đây để làm bác ái và cống hiến cho quý vị thêm 100 phòng miễn phí đầy đủ hết, chứ không phải tầm thường. Có máy lạnh, có lạp phông, rồi có nhà vệ sinh, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh hết. Và mỗi phòng cũng lớn, rộng, cũng có đầy đủ, chứ không phải thiếu thốn nữa. Và sau đây xin mời quý vị nghe phát biểu. Nói mấy tiếng thôi nha. Dạ. Hôm nay lâu rồi không có lên đây. Rồi lấy chút. Cũng trước nhưng mà tôi cũng có ý định là sau này á, tôi sẽ có một cái phương pháp để làm cho có một số để giúp đỡ cho cái phòng khám này. Tôi không nói nhưng mà tôi làm, nhưng mà trong thời gian này thì tôi chưa có, nhưng sắp tới tôi sẽ có những gì tôi giúp đỡ cho những bệnh nhân ở đây và phòng khám ở đây. Tôi đã
tính toán ở trong lòng tôi rồi, thì sắp tới tôi sẽ giúp, tôi sẽ hứa. Dạ, chúng ta dành tràng pháo tay chúc mừng. Con ngắn gọn thôi, con ngắn gọn, dạ. Con nói nhiều. Dạ. Rồi, con cảm ơn cô bác rất là nhiều. Bởi hồi trước cha nói với tụi con đi theo cha có niềm vui chứ không bao giờ có nỗi buồn đâu con. Mặc dù cha không có cái gì cho tụi con, nhưng mà mọi thứ lại có Chúa lo. Chúa lo. Có nghĩa là mình cứ, cha nói với tụi con như thế này nè, cố gắng tụi con cứ làm hết cái khả năng của tụi con, hết sức tụi con, nhưng bao giờ đừng bao giờ tụi con nghĩ là mình làm được cái này, làm được cái kia, mà cứ hết cuối ngày tụi con dâng lên cho Chúa, tạ ơn Chúa vì đã cho mình làm được những điều đó. Và mình nói với Chúa là tôi là đầy tớ vô dụng của Ngài, và mình phó thác tất cả cho Chúa. Thì tụi con, tất cả các thành viên trong phòng khám và cô bác cũng thấy rồi đó, có cô Mai Phương, có hai bà từ Canada về, có gia đình bác Ngô Văn Thuận, và tất cả mọi người ở đây đều chung tay góp sức vào cái chương trình yêu thương và cho không mà Chúa đã dạy mình làm điều đó đó. Mà bây giờ mọi người bắt đầu làm lần lần. Tất cả cô bác biết là không phải các cô bác ở đây đâu, mà còn nhiều người hơn nữa mà âm thầm làm ở phía sau lưng của các thầy thuốc và tất cả mọi người, để mục đích là để giúp cho các hoàn cảnh của cô bác có mắc phải căn bệnh ung thư và có điều kiện để về đây có cơ hội để được áp dụng cái phương pháp của cha. Đó là cái niềm vui rất là lớn mà hôm nay con thấy là cái buổi lễ hôm nay, mặc dù mình nó có hơi giống như là lúng túng một chút, nhưng mà rất là chân thành. Dạ, mọi người đến với nhau bằng cái tình yêu thương. Mà bữa nay đặc biệt trong cái buổi lễ hôm nay có sự hiện diện của những bệnh nhân cũ đã từng hoàn thành phác đồ trước đó để về phòng khám. Xin mời mọi người đứng lên cho tất cả mọi người cùng thấy ạ. Dạ. Cũng xin giới thiệu với quý bệnh nhân. Trước tiên là cái vòng 1 mình phải qua được cái đã mới qua tới vòng 2. Vòng 1 là khi mình mắc bệnh ung thư mà bác sĩ trả về thì mình tìm cách mình về đây, mình ngồi giống như những bệnh nhân phía dưới là vòng 1 rồi đó. Bây giờ vòng 2 là mình phải làm sao mình được ngồi lên trên này. Cố gắng làm sao quý bệnh nhân ở phía sau đó, ngồi ở càng xa ở phía sau á, mình phải phấn đấu để mình ngồi được lên trên và hàng đầu. Rồi những bệnh nhân hàng đầu, mình phải phấn đấu làm sao mình ngồi qua bên bàn bên kia. Dạ. Bàn bên đó là những bệnh nhân đã hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị ở đây một thời gian rồi, đã về đây. Thì chắc có lẽ là mọi người chắc quen mặt với cô Giang Thị Kim Em. Hãy mà những cái lần ra phòng khám những lần trước mà nhìn thấy cô Giang Thị Kim Em là lại nhớ đến cha. Nhớ đến cái hình ảnh của cha đứng bên cạnh cô Giang Thị Kim Em và hai cha con phát biểu cùng với nhau trong buổi lễ. Và hôm nay có sự hiện diện của cô ở đây làm thêm động lực cho các bệnh nhân ở phía sau mình cố gắng, mình phấn đấu. Mình không biết cái hướng tới sắp tới của mình như thế nào, mình chỉ biết cố gắng thôi, rồi mọi thứ mình phó thác. Nghe theo các thầy, phó thác vào Chúa, cọc kinh cầu nguyện. Rồi mình về nhà, mình sau này mình hướng tới những cái việc làm bác ái của mình về sau. Bây giờ con xin mời một đại diện của một cô đi, cô nào cũng được phát biểu ý kiến, chia sẻ cái cảm nghĩ ngày hôm nay trở về phòng khám như thế nào. Dạ, con xin mời. Con tự giới thiệu, con tên là Nguyễn Thị Lý, sinh năm 1958, quê Đồng Nai. Con bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn 3C. Cái ngày 11 tháng 7 của năm 2023, con có đến đây để cha điều trị và các thầy giúp đỡ cho điều trị. Được hơn 2 tháng thì con đã lành bệnh, đi khám ở Thiên Ân thì đã lành tính và đã được cha cấp bằng cho đi về. Hôm nay thì sức khỏe con rất là khỏe mạnh. Và con đã vượt từ 230 cây số đi bằng Honda ông xã chở tới đây ạ. Và con thấy khỏe. Dạ, con cũng chỉ có một lời là khuyên các bệnh nhân cứ cố gắng giữ pháp đồ của cha và các thầy khuyên bảo để được có một sức khỏe tốt
Dạ, con xin hết. Dạ, con cảm ơn cô. Nói những lời mà cha dặn đó. Dạ. Thì trước khi mà về thì cha có dặn là tụi con phải giữ pháp đồ này. Để chứ nếu mà tụi con ăn động vật vào thì tụi con sẽ bị trở lại. Rồi cha cũng có nói một câu mà tôi nhớ mãi rằng: các con cứ yên tâm, khi mà cha mất thì cha sẽ phụ hộ cho các con, những người bệnh nhân. Nên chúng ta hãy yên tâm cầu nguyện cha, cha sẽ giúp đỡ, cha sẽ phù hộ cho. Và nếu mà bên đạo hoặc là ngoại đạo cũng vậy, cứ tin ở Chúa nữa, Chúa sẽ ban ơn lành xuống cho. Dạ, xin hết. Cha cũng có nói là các thầy á, các con cứ yên tâm, các con là bệnh nhân tới đây cứ yên tâm, các thầy của cha là học trò cha rất là giỏi, giỏi lắm. Các thầy, cha còn nói câu là các thầy còn giỏi hơn cha nữa. Chả biết là như thế nào mà thấy cha nói như thế đấy. Dạ, anh xin hết ạ. Nhưng mà hôm nay sự hiện diện của các bệnh nhân cũ quay trở lại phòng khám, và trước tiên là kính viếng cha, sau đó là thăm các bệnh nhân và các thầy, điều đó là một cái niềm vui rất là lớn đối với thầy thuốc. Các tụi con cũng chỉ mong có nhiêu đó thôi đó, mong làm sao cho mang đến cho quý ông bà cô bác cái sức khỏe tốt, cải thiện tốt hơn, về nhà mình cảm thấy mình khỏe mạnh hơn. Bây giờ con xin mời đại diện của một bệnh nhân đang chữa bệnh ở đây hoàn thành chương trình và có đôi lời phát biểu ạ. Tôi là Nguyễn Thị Sậm, 70 tuổi, ở Long An. Hôm nay là đúng là rất là xúc động khi được đứng ở đây. Thì trước hết là tôi xin rất là tri ân quý thầy ở phòng khám đã rất là nhiệt tình để mà cứu chữa chúng tôi. 31 người được hoàn thành cái phác đồ điều trị để đứng được ở đây. Rồi tôi xin kính cảm ơn tất cả quý vị mạnh thường quân ở khắp nơi. Rồi tôi cũng xin xin cảm ơn tất cả các anh chị em trong phòng khám là đã tạo điều kiện cho chúng tôi là hoàn thành được cái quá trình điều trị để mà được chuẩn bị về nhà. Thì bản thân tôi cũng như là quý bệnh nhân mà được ra viện ngày hôm nay thì vô cùng cảm kích, vô cùng biết ơn cái công trình của cha, nhờ cái phác đồ của cha mà quý thầy áp dụng để mà điều trị bệnh cho chúng tôi, thì điều này chúng tôi không thể nào quên ơn được. Và tôi cũng nãy giờ là cũng nghe được quý Mạnh Thường Quân, rồi quý thầy đã nhắc nhở là sau khi về nhà thì chúng tôi cũng phải giữ đúng cái phác đồ này. Và bản thân chúng tôi cũng xin hứa là luôn luôn giữ đúng phác đồ mà cha đã đưa ra, các thầy đã truyền bá lại chúng tôi theo. Thì và các cô cũng, lúc nãy cô Phương cũng có nhắc nhở là mình phải buông bỏ điều gì buông xuống thì chắc nó nhẹ hơn là mình nhắc lên. Cho nên mình sẽ buông những cái điều mà nó không tốt. Thì bản thân chúng ta là những người có bệnh ung thư thì cái đạm động vật thì hoàn toàn không tốt đối với mình rồi, cho nên mình phải buông xuống, hoàn toàn buông xuống, mà mình chỉ sử dụng là ăn cây cỏ, mang hạt giống từ đây đến suốt quãng đời còn lại. Thì bản thân tôi cũng như tất cả 30 anh chị em còn lại thì cái điều đó chắc chắn là mình phải làm được. Thì tôi cũng hy vọng rằng số quý cô bác anh chị em bệnh nhân còn lại ở trong phòng khám mình hôm nay thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ được như nãy thầy Thanh nói là mình tiến dần lên phía trước để được về nhà.
Và tôi hàng ngày tôi đến đây khám bệnh thì tôi cũng ngồi tôi cầu nguyện cha, cầu nguyện Chúa, cầu nguyện cha là cho tất cả những bệnh nhân mà đến đây tin vào cái phác đồ của cha là tất cả đều được ra viện, đều được khỏe mạnh trở về nhà. Bây giờ tôi xin một tí tâm tình với quý vị nha. Bản thân tôi thì mình biết mình đã thọ ân cha, thọ ân quý thầy, thọ ân quý mạnh thường quân từ khắp nơi. Thì mình hiểu mình phải làm gì để mình trả cái ân đó. Mặc dù không ai đòi mình, nhưng mà bản thân mình phải hiểu mình phải trả. Mình trả bằng cách nào? Cái thứ nhất là mình giữ cho sức khỏe mình được ổn định và càng ngày càng tốt hơn. Thì cái điều đó là cha và quý thầy cũng như quý bệnh nhân là rất là hài lòng. Vì quý bệnh nhân, xin lỗi, quý mạnh thường quân, là quý mạnh thường quân cố gắng lo lắng cho mình là để cho mình giữ sức khỏe. Thì cái điều đó là mình phải làm được, là cái thứ nhất. Cái thứ hai tôi muốn nói như thế này, nếu mà có cái gì thì xin quý vị bệnh nhân cũng như người nuôi là bỏ qua cho nha. Tôi nói bằng cái tấm lòng của mình. Tôi thì bản thân tôi thì nghỉ hưu, lương hướng thì cũng không có nhiều, nhưng mà mình nghĩ tới là phòng khám mình rất là khó khăn, cho nên tôi cũng xin nguyện là tôi sẽ đồng hành với các thầy bằng cái tấm lòng của mình, bằng cái khả năng của mình, với cái đồng lương ít ỏi của mình đó, để cho giúp đỡ lại sau khi mình về nhà rồi thì giúp đỡ lại phần nào 1 ký gạo, 2 ký gạo, 5-10 ký gạo gì đó, để cho quý bệnh nhân sau này để mà có tiếp tục phụ với lại quý mạnh thường quân khắp nơi. Đó là cái ý của tôi như thế. Thì tôi cũng mong mỏi rằng tất cả những anh chị em mà bệnh nhân ở đây, nếu như điều kiện mình không có thì mình có thể là mình chia sẻ với con, với cháu, với người thân, với bạn bè. Nếu như ai mà có đồng cảm với mình thì người ta có thể là góp sức với phòng khám. Vì tôi đọc được trong ánh mắt của quý thầy rất lo lắng, rất là đau đáu, lo cái phần gạo, phần thuốc cho phòng khám. Mình hiểu được điều đó, nhưng mà khả năng mình thì không có được nhiều. Cho nên là tôi cũng mong mỏi rằng tất cả chúng ta đây mỗi người đều có một trách nhiệm, đều có một trách nhiệm với bản thân mình và với cộng đồng. Trước khi dứt lời thì tôi cũng xin thành thật cảm ơn. Xin cảm ơn tất cả quý thầy, quý anh chị em trong phòng khám, quý các cô bác, anh chị em mạnh thường quân ở khắp nơi. Và xin cảm ơn tất cả quý vị bệnh nhân và người nuôi trong phòng khám đã lắng nghe. Dạ, xin cảm ơn. Xin được cảm ơn cô. Để con tiếp lời cho cô Nguyễn Thị Sậm ở đây cũng như là tất cả quý bệnh nhân ở đây như thế này. Ngày trước khi cha Phêrô Nguyễn Văn Tường còn ở đây cùng với chúng ta thì cha yêu thương và cho không. Và cha có cái số tiền mà cha nhận để mà cha làm bác ái lo cho mọi người là cha phân ra những cái tiền nào cha sẽ lấy, những tiền nào cha sẽ không nhận, cha sẽ từ chối. Thì tất cả những cái đồng tiền mà cha nhận về là những cái tiền do công sức lao động của mình làm ra, mình giúp đỡ cho những người khác. Và ở đây phòng khám mặc dù không có cha tiếp tục với mọi người nữa, nhưng chúng con cũng vẫn xem hình bóng cha luôn luôn ở trong tim và tin rằng cha luôn luôn ở hiện diện ở nơi này. Và các thầy thuốc ở đây đều giữ vững tinh thần yêu thương và cho không. Các bệnh nhân sẽ thấy các thầy thuốc ở đây không buôn bán, không trục lợi, không làm bất cứ những cái gì. Và đặc biệt là các cô các bác á, tới đây mình chỉ cần lo cái sức khỏe của mình thôi, mình lo cái bệnh của mình thôi. Mình không được phép quà cáp cho các thầy, hoặc là mình không có phải suy nghĩ vấn đề mình chữa bệnh là mình phải ủng hộ cho các thầy thuốc ở đây. Chúng con sẽ từ chối.
và bệnh nhân phải hiểu là mình tới đây mục tiêu mình đi chữa bệnh, và trách nhiệm mà để lo cho phòng khám thì ngày trước cha cũng có nói với tất cả quý cô bà, ông bà cô bác á, là cha sẽ nhận, ví dụ như là một cô bác nào đó có điều kiện hoặc là nhính một chút ít, mà mình không phải là người bệnh ung thư, mình cũng không phải là người trong gia đình của các cô bác ngồi ở đây, mà mình có thể muốn ủng hộ cho các bệnh nhân còn lại thì các thầy sẽ nhận. Còn riêng bệnh nhân, kể cả mình chữa bệnh ở đây mà mình trở về nhà thì mình cố gắng mình làm phước bác ái ở tại quê nhà mình để lan tỏa cái tình yêu thương của cha đến những người đó đó. Là những người đó là những người người ta cần phải hiểu Chúa dạy mình phải yêu thương cho không, và mình phải lan tỏa điều đó tới tất cả mọi người. Chứ mình không có phải là đặt nặng vấn đề mình phải trở lại đây giúp cho phòng khám bằng cách này bằng cách kia. Ví dụ như cô bác muốn giúp các thầy thuốc ở đây, có thể giới thiệu một, mà ví dụ mình biết ở quê hương mình, ở chòm xóm láng giềng mình có những người có thể có điều kiện giúp đỡ cho các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn gì đó, thì có thể giới thiệu với phòng khám để phòng khám có thể có thêm nhiều mối quan hệ và giúp cái phần gạo nước thuốc lo cho phòng khám. Chứ mình không có được suy nghĩ là tôi hết bệnh rồi tôi sẽ ủng hộ lại cho phòng khám cho các bệnh nhân sao. Hồi trước cha cũng vậy đó, chắc có lẽ các cô bác mà bệnh nhân cũ sẽ biết, cha sẽ không nhận tất cả những cái quà hay là những cũng vẫn là cái tiền mình làm ra thôi, cũng vẫn là đồng tiền đó là mình vất vả mình mới có được, nhưng mà cha không có nhận của bệnh nhân đâu, và tụi con cũng vậy, nên quý bệnh nhân hiểu ở chỗ đó cho tụi con. Hồi hôm qua thì thầy Xuân Dũng cũng có chia sẻ một chút về máy nước kiềm và cái công chuyện mà thầy đang làm, thì cũng có một số cái comment hỏi thắc mắc là phòng khám có phải liên kết bên ngoài để mà buôn bán máy nước kiềm hay không. Thì con cũng xin thưa với tất cả quý bệnh nhân là như thế này: ở trong phòng khám mình tất cả mọi hoạt động yêu thương cho không hết. Những người nào mà nói các thầy thuốc buôn bán này buôn bán kia là họ cố gắng hạ uy tín của thầy thuốc. Thầy thuốc ở đây bao gồm là thầy Tiến, thầy Quý, thầy Thanh và thầy Hạnh, là bốn thành viên nòng cốt mà cha gửi gắm lại giữ gìn công trình khoa học của cha, và yêu thương và cho không, lo lắng cho phòng khám. Chúng con không có làm việc cho bên đơn vị thứ ba nào khác, nhưng mà phòng khám mình nó có hai cái nguồn quỹ khác nhau, nó độc lập. Một là cái phòng khám là nguồn quỹ cho bốn thầy quản lý để lo lắng cho các thành viên trong phòng khám của mình, ví dụ như bệnh nhân mình nhận gạo nước thuốc là ở đó mình không phải lo về vấn đề tiền bạc mình phải đóng trả đây là bao nhiêu, tại vì ở đây mình các thầy là yêu thương cho không. Còn cái quỹ thứ hai là quỹ giúp đỡ cho bệnh nhân. Mình có thể thấy là phòng của thầy Phạm Xuân Dũng là trưởng ban truyền thông Kim Thiện Nguyện, có nghĩa là thầy phải làm sao để thầy lo lắng vận động nguồn kinh phí từ bên ngoài, hoặc là thầy có những cái chương trình làm việc riêng cá nhân của thầy. Mình tôn trọng công việc của thầy và tôn trọng cái hướng mà thầy đang vận động để giúp đỡ cho bệnh nhân. Hai cái đó hoàn toàn khác nhau, chứ đừng ghép hai cái đó vào thành một, đó là phòng khám giới thiệu cho cái này cái kia là không đúng. Mà cũng không trách thầy được nha, không trách thầy Phạm Xuân Dũng được, là mình phải hiểu nha, thầy cũng đang cố gắng tự chỗ mình, phải chi mà mình có điều kiện mình lo cho phòng khám thì cái chuyện đó không ai phải mà quan tâm suy nghĩ tới vấn đề mình phải làm cái gì. Nhưng vì thầy không có, thầy Phạm Xuân Dũng không có, mà thầy lại đang giữ trưởng ban thiện nguyện, mà bây giờ phải làm đủ mọi cách để lo cho các bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn, thì thầy mới có những cái chương trình riêng cá nhân của thầy để thầy lo lại cho các bệnh nhân. Chứ bệnh nhân đừng có hiểu là trong phòng khám có thầy Phạm Xuân Dũng giới thiệu vậy là tất cả mọi người nghĩ là phòng khám này là buôn bán kinh doanh, là không có nha. Cái nào ra cái đó, cái nào ra cái đó, có nghĩa là phòng khám vẫn là yêu thương cho không, không có giới thiệu gì hết, và có cái nguồn quỹ riêng không có liên quan để mà lo cho phòng khám. Còn thầy Phạm Xuân Dũng sẽ có một cái nguồn quỹ riêng để lo cho các bệnh nhân nghèo, hai cái đó là hoàn toàn khác nhau. Đó là như vậy.
Sẵn đây thì con cũng xin được cảm ơn một số mạnh thường quân đã giúp đỡ cho phòng khám trong suốt thời gian vừa qua. Thì khi mà các cô bác ủng hộ cho phòng khám thì con cũng có hỏi là con có thể xướng tên lên để mà cảm ơn hay không. Thì có một số cô bác là không có đồng ý xướng tên, là tại vì giống như là các cô bác là sống theo lời Chúa, là tay phải làm không cho tay trái biết, hoặc là theo Phật giáo gọi là ba la mật đó. Thì tụi con trước khi tụi con nhận và tụi con biết là cô bác nó làm cái gì, con cảm ơn cô bác qua những cái giấy tri ân. Khi mà nhận xong rồi con sẽ tri ân. Thì con có hỏi các cô bác đó có muốn được con đọc xướng tên hay không, thì cô bác nó nói không, nhưng mà cũng có một số mạnh thường quân ủng hộ thì cũng muốn nhờ tụi con công khai ra trước mặt mọi người để cho biết, tại vì không phải là người đó cần danh dự hay gì đâu nha, cô bác đừng hiểu lầm nha. Nhưng mà tại vì như vậy là những cái cô bác đó là phải vận động từ những người khác nữa. Ví dụ như mà để mà xin được cái kinh phí giúp cho phòng khám mình á, thì các cô bác đó phải đi vận động từ các cái nguồn khác, từ những người khác, mà những người khác thì lại không hiểu gì về phòng khám, không biết phòng khám mình như thế nào, thì những người đó sẽ làm trung gian để mà giải thích về phòng khám như thế nào, bệnh nhân đông ra sao. Và khi mà cô bác đó nhận cái số tiền của những người xung quanh ủng hộ á, thì phải đưa chuyển về phòng khám, coi phòng khám có nhận hay không, và phòng khám thông báo lại cho mọi người biết. Như vậy thì sẽ minh bạch và rõ ràng. Đó, như vậy chứ không phải là sao có người thì con đọc tên, có người thì không đọc. Nó không phải vậy nha, tại vì con có hỏi trước. Thì vừa rồi đó, phòng khám thì chuẩn bị gạo và thảo dược cho quý bệnh nhân ra phòng khám ngày hôm nay. Có nghĩa là tụi con trước khi mà tổ chức cái buổi lễ ngày hôm nay á, tụi con phải làm sao để đáp ứng đủ kịp thời cái nguồn thảo dược cấp về cho quý bệnh nhân 31 người ngồi ở đây, và gạo để ra về. Ngày trước thì cha có cho mỗi người, xin lỗi, thầy Xuân Dũng kết hợp với cha là cho mỗi người 1 triệu đồng để về xe. Nhưng mà cái kinh phí đó, cái phòng khám không có thể nào lo nổi. Nhưng mà tụi con sẽ cố gắng lo cho bệnh nhân về cái thảo dược, là mỗi người sẽ có một phần thảo dược để mang về. Và trong đó thì có cô gia đình của cô Kim Mão và chú bác Hùng Lê ủng hộ cho 30 triệu vào quỹ gạo để mà giúp cho bệnh nhân điều trị ở đây, cũng như là có một số ký là để chia cho quý bệnh nhân ra về, là được gọi là làm quà đó. Thì có cô Kim Mão, gia đình cô Kim Mão và chú Hùng Lê ủng hộ 30 triệu. Cô Bạch Trúc Nguyễn ở Mỹ ủng hộ cho được 1.000 đô để mà làm cái quỹ mà phát gạo cho quý bệnh nhân mà hoàn thành chương trình ngày hôm nay nè, và bệnh nhân còn ở lại. Rồi nhóm thiện nguyện cô bé và cô hai ở Kamramatta, Úc ủng hộ cho 2.000 đô Úc để mua gạo trong tháng này cho quý bệnh nhân. Tại vì hễ ra phòng khám là gạo cũng sẽ cấp ra nhiều hơn, cho nên là con cũng mừng vì hôm nay là đã có gạo giúp cho bệnh nhân. Nhóm cô bé với cô hai cũng ủng hộ cho mỗi bệnh nhân khi ra về sẽ có một chai dầu nước xanh làm quà mình mang về. Mặc dù nó là nhỏ nhoi thôi, nhưng mà đó chứa đựng cái tấm lòng của cô bé và cô hai, cũng như là nhóm thiện nguyện của cô. Bây giờ con sẽ đọc tên của các cô bác. Các cô bác nào có tên sẽ bước lên phía trước, và con mời thầy sẽ lên trao cái phần quà đó nha. Bây giờ con xin mời cô Nguyễn Thị Kiều, cô bác Huỳnh Di Liêm, chị Trương Thị Bích Pha, mời cô Nguyễn Thị Hiệu tiến lên phía trước, và con xin mời cô Mai Phương tiến lên phía trước để trao phần quà cho bệnh nhân cũng như là giấy chứng nhận. Xin mời chị Linh sẽ trợ giúp cho cô Mai Phương nha. Dạ, xin mời mỗi người đứng xích vào cha chút, rồi sẽ trao cho phần quà. Dạ. Dạ, cô Phương trao hết 4 người. Mỗi bệnh nhân sẽ nhận một giấy chứng nhận và một quyển sách, được xem như là một cái món quà
đầy ý nghĩa mà phòng khám muốn trao tặng đến tất cả quý bệnh nhân, và mỗi người một chai dầu nước xanh do nhóm của cô bé và cô hai trao tặng, và mỗi người sẽ có một phần gạo mang về nha. Cái phần gạo này là mỗi người sẽ có một bịch gạo 6kg trong vòng 1 tháng. Thì con để ở đây, lát nữa bệnh nhân xuống lấy sao vì nặng. Dạ, có nên mỗi người đều có tên ở trên đó. Thì lát nữa các cô bác xuống để nhận sao nha. Con xin mọi người cho một tràng pháo tay chúc mừng cho các cô bác ở đây. Dạ, xin mời mọi người về chỗ. Con xin mời các cô bác tiếp theo nha. Xin mời bác Nguyễn Hùng Tâm. Xin mời bác Lê Thành Tâm. Xin mời chị Nguyễn Hoàng Hạnh Lâm. Và cô Trịnh Thị Hồng. Con xin mời bác Ngô Văn Thuận. Ủa về. Con xin mời cô Lê Lan tiến lên phía trước để trao phần quà và giấy chứng nhận cho bệnh nhân. Chúng ta thấy có một ông cụ đi chống gậy, nhưng mà đây là một trong những tấm gương rất là đáng khâm phục. Khi mà cái chỉ số ung thư, cái khối u và các cái biểu hiện di căn là không có, nhưng mà nó giảm ở chỉ số ung thư, giảm luôn cả kích thước khối u, mà hôm nay được nhắc cái cây gậy lên mà đứng được lên trên này. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay chúc mừng cho những nỗ lực rất là lớn của ông cụ và tất cả các bệnh nhân còn lại. Phần quà của mỗi người là một giấy chứng nhận, một quyển sách của cha, xem như đây là phần thưởng xứng đáng của tất cả mọi người. Một chai dầu nước xanh và một phần gạo do gia đình của cô Kim Mão và bác Hùng Lê và cô Bạch Trúc Nguyễn trao tặng cho bệnh nhân. Xin được dành một tràng pháo tay chúc mừng cho bốn bệnh nhân vừa được nhận. Dạ, xin mời bệnh nhân về chỗ. Dạ, xin mời, cảm ơn cô Lan. Hả? Hỏi hiu hả? Con xin mời bác Nguyễn Tiến Anh, cô Nguyễn Thị Cẩm Nhung, cô Đinh Thị Mì và cô Cao Thị Phương. Con xin mời bà Hương Mai lên trao phần quà cho bệnh nhân ạ. Hôm nay sự xuất hiện của bà Hương Mai đến từ Canada làm cho chúng con nhớ đến cha. Bởi vì ngày trước cha thường xuyên nói chuyện với bà qua điện thoại, mà tới khi bà sắp xếp được công chuyện để bà về nước thăm cha thì lúc đó cha lại không có còn đủ sức khỏe để tiếp bà được nữa. Con xin mời bà trao tặng cho các bệnh nhân. Dạ, con xin mời bà bên này. Bên này. Dạ. Chúng ta dành một tràng pháo tay chúc mừng cho các bệnh nhân. Dạ, con xin mời bà về chỗ ngồi và cùng các bệnh nhân. Con xin mời chú Hồ Bưởi, chị Nguyễn Thị Diễm Trinh, bác Trác Quang Khanh và cô Nguyễn Thị Bển. Con xin mời cô Dương Mai tiến lên phía trước để tặng quà cho các bệnh nhân và giấy chứng nhận. Con muốn dành sự trao tặng giấy chứng nhận dành cho các cô bác là ân nhân của cha cũng như là các mạnh thường quân, để giống như là một cái niềm động viên đón với bệnh nhân ung thư. Bởi vì đây là những cô bác này là âm thầm giúp đỡ cho phòng khám để mà lo lắng cho bệnh nhân. Họ chính là người tiếp bước cho bệnh nhân
trong suốt thời gian điều trị và ngày hôm nay bệnh nhân đã hoàn thành thì cũng là những cô bác này chúc mừng là con thấy là rất là ý nghĩa nhất. Xin cảm ơn quý bệnh nhân rất là nhiều. Chúng ta dành tràng pháo tay. Con xin mời bác Lê Kim Anh, bác Vũ Thị Thoan, bác Trần Văn Hữu và cô Nguyễn Thị Phiến. Con xin mời bác Tô Phú Quế tiến lên phía trước để trao tặng cho bệnh nhân. Bốn rồi. Lê Kim Anh, Vũ Thị Thoan, Trần Văn Hữu và Nguyễn Thị Phiến. Chưa. Nguyễn Văn Anh. Có một vài bệnh nhân là do ra phòng khám từ thời điểm cuối tháng 9, cho nên là từ cuối tháng 9 tới đầu tháng 11 thì con có hẹn lại là bệnh nhân là ra phòng khám sau đó để trở về phòng khám nhận, nhưng mà các cô bác đó có công việc đột xuất nên không về được, nhờ người thân trong gia đình đi lãnh giùm. Dạ, con xin chúc mừng cho các bệnh nhân. Chúng ta dành một tràng pháo tay. Dạ, chúng ta hãy về chỗ. Dạ. Con xin mời bác Nguyễn Văn Anh, bác Trần Văn Thu, bác Trần Trúc Mai và bác Nguyễn Thị Sậm à. Con xin mời thầy Nguyễn Thị Hạnh tiến lên phía trước để trao tặng cho các bệnh nhân. Xin chúc mừng các bệnh nhân đã hoàn thành ngày hôm nay nha. Dạ, con xin mời về chỗ ngồi. Xin giới thiệu với tất cả quý bệnh nhân, hôm nay chúng ta có sự hiện diện của bác Trường. Đây là một trong những người đã đồng hành cùng với cha từ khi cha còn sống. Và hôm nay có cơ hội để về thăm phòng khám và chúc mừng cho các bệnh nhân. Con xin mời chú để chút xíu nữa là trao tặng giấy chứng nhận cho các bệnh nhân nha. Xin mời cô Trịnh Thị Thiên, bác Nguyễn Văn Tiếp, bác Lê Văn Sơn và cô Nguyễn Thị Thu Vân. Dạ, con xin mời bác lên trao phần quà cho bệnh nhân. Xin được chúc mừng cho các bệnh nhân đã hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị ngày hôm nay. Dạ, con xin được cảm ơn. Dạ, con mời tất cả cô bác về chỗ. Dạ. Ủa. Con xin mời bác Đinh Văn Minh, cô Nguyễn Thị Sen và cô Ngô Thị Xuân Mai. Dạ, tiến lên phía trước để nhận phần quà. Em xin mời chị Phú Vinh sẽ trao phần quà này cho các bệnh nhân. Do khi chuẩn bị thiếu sót một phần quà cho nên cô bác thông cảm nha, để con mượn cái phần quà của cô đi, rồi có gì con sẽ trao lại. Dạ. Thông cảm cho các thầy nha, tại vì có khi bị sơ xuất. Dạ. Con sẽ cấp lại sau.
Rồi chúc mừng cho các bệnh nhân. Dạ. Phát biểu hả cô? Dạ rồi xin mời. Dạ. Cô qua đây. Ví dụ như một bệnh nhân á, dạ, mình ăn 4 lít cháo này, 1 lít thuốc là 5 này, người ta uống thêm chả cây này. Xin mời cô bác về chỗ. Nó tới khoảng 6 lít mấy vào trong người thì... Và phải chút xíu còn giải thích cái đó. Dạ, cô ngồi đây xuống đi. Dạ. Rồi, để kết thúc chương trình thì trước tiên thì con cũng xin được thay mặt cho phòng khám xin được cảm ơn sâu sắc đến quý chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện và đồng hành cùng với phòng khám để giúp cho bệnh nhân có điều kiện điều trị ở đây một cách tốt nhất. Và con xin được thay mặt cho các thầy thuốc ở đây cảm ơn quý Mạnh Thường Quân, quý ân nhân, quý nhà hảo tâm đã tin tưởng các thầy thuốc và tiếp tục đồng hành cùng với các thầy để lo cho tất cả các bệnh nhân đang còn điều trị tại trong phòng khám. Và các Mạnh Thường Quân trước đó đã ủng hộ để xây dựng và giúp đỡ cho các bệnh nhân ở thời điểm trước. Và cuối cùng con cũng xin cảm ơn sự hiện diện của quý bệnh nhân, quý người nuôi và tất cả những cô bác đang xem trên live stream ngày hôm nay, và gửi lời chúc sức khỏe và bình an tới tất cả mọi người. Và trước khi kết thúc thì chúng con cũng xin tất cả mọi người hướng về Chúa, chúng ta tạ ơn Chúa. Và con mời tất cả cô bác ở lại đây dùng với chúng con một bữa ăn thân mật để nhớ về cái kỷ niệm của cha ngày trước ở đây cùng với chúng ta. Con xin được mời tất cả mọi người cùng hướng về Chúa ạ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời chẳng cùng, Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Xin mời các cô bác mà ra phòng khám ngày hôm nay, mình nhắc ghế lên để phía trước, mình quay mặt xuống để mình chụp với các thầy thuốc một bôi ảnh. Và con mời tất cả những người nuôi ở phía sau, mình bắt đầu mình vào nhập bàn ăn để chuẩn bị. Tụi con, các thầy thuốc sẽ cùng với tất cả các anh chị em ở nhà bếp dọn ăn cho mình. Xin mời mấy thầy ngồi lại tại chỗ và xin mời các cô bác. Mình lấy ghế, mình đem ghế của mình lên trên này, mình ngồi bên cạnh cha với các thầy. Mình chụp một cái bôi ảnh làm kỷ niệm nha.